Hello, xin chào cả nhà. Lời đầu tiên thì cho Phi chân thành cảm ơn cả nhà mình trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng kênh. Nếu trong quá trình chia sẻ có điều gì thiếu sót, rất mong nhận được sự đồng tình bỏ qua và sự góp ý chân thành từ cả nhà. Và hôm nay chủ đề Phi muốn chia sẻ cả nhà đó là về một chút về ở tại Bình Thuận. Thì thực chất Bình Thuận năm 2023 đến giai đoạn 2025 để có gì hấp dẫn cho cả nhà mình đầu tư. Trải qua cái thời điểm năm 2019 2020 đó là một trong những cái giai đoạn gọi là sốt về đường cao tốc hạ tầng, thì giá đất Bình Thuận cũng đã có thiết lập ở một cái đỉnh mới. Như vậy thì trong 2023 đến 2025 có gì hấp dẫn để cho cả nhà mình tham khảo đầu tư, đó là giai đoạn gọi là giai đoạn tiếp theo của tại Bình Thuận, gọi là giai đoạn cất cánh. Cất cánh ở đây gọi là về sân bay Phan Thiết, sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm giai đoạn từ 2025 cho đến 2026. Và hiện tại thì theo khảo sát mới đi vừa rồi thì Phi cũng đã thấy được là về khu quân sự thì gần như cũng đã xong, và khu dân sự thì cũng đang tiến hành xây dựng đường băng, nhà ga, và cũng đã quay tên. Tổng cộng mình có 3 cổng thì gần như là cũng đã thi công rầm rộ rồi đó cả nhà. Thì sân bay Phan Thiết đó là một sân bay lưỡng dòng từ 4C nâng cấp lên 4E, với lượt khách đón từ 500.000 lượt khách trên một năm, thì bây giờ là hiện tại đã nâng cấp lên 4E thành 2 triệu lượt khách trên một năm. Đây là một cái điều mà sẽ đưa Bình Thuận lên một cái tầm cao mới. Khi mà sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động thì gần như là thu hút rất là nhiều các yếu tố đầu tư về du lịch, thứ hai về các nhà đầu tư hệ thống khu công nghiệp, và các nhà đầu tư sẽ mở rộng về dự án, quy mô sẽ được triển khai lớn hơn. Đó là giai đoạn phát triển rất là mạnh ở tại Bình Thuận trong giai đoạn 2025 đến giai đoạn 2026. Như vậy thì hiện tại bây giờ có rất là nhiều cơ hội để cho nhà đầu tư mình, và trong cái thời gian theo cái định hướng phát triển ở tại Bình Thuận là sẽ có 3 tiêu chí, đó là về nông nghiệp sạch, năng lượng sạch và du lịch. Gọi là năng lượng sạch thì có năng lượng tái tạo, thì tại Bình Thuận thì mình gặp nhiều nhất đó là về điện năng lượng mặt trời và điện gió, còn về nông nghiệp sạch đó là trồng theo những cái khu công nghệ cao, cái tiêu chuẩn của Việt Gáp. Và về du lịch thì mình sẽ phát triển mạnh về thành phố Phan Thiết, Mũi Né và về bên khu Hòa Thắng, bên khu Phan Rí Thành và Tuy Phong. Đây là một trong những cái điểm mà rất là hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Thì hiện tại thì Phi đang làm chính ở bên lĩnh vực về bất động sản, cho nên mình cũng có một cái nhìn tổng quát như thế này. Khi mà một giá trị bất động sản phát triển được, tăng giá được thì nó phải dựa vào tất cả các yếu tố. Đầu tiên là bất động sản nó phải có sự kết nối, cái thứ hai đó là về các cái quy mô về hạ tầng cũng giống như về chính sách phát triển của địa phương, và cái thứ ba đó là về mật độ dân cư. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi về các cái yếu tố về cái vị trí kết nối. Thì hiện tại thì khu vực của Phi đang làm chính đó là ở tại Bắc Bình, và những cái xã như là bên xã Hòa Thắng, Lương Sơn, Chợ Lầu, Phan Rí, đây là một trong những cái điểm mà mình cảm thấy yêu thích khi mà làm những khu vực này. Đó là những cái khu vực xung quanh của cái khu du lịch Bầu Trắng. Và ở tại Lương Sơn thì mình sẽ mở rộng hơn chút xíu là ở tại khu Sông Bình, Bình An. Đây là những cái điểm mà gần khu công nghiệp Sông Bình, đã có cái cơ hội tiềm năng phát triển về cái sự kết nối cũng giống như là đất nó vẫn còn rẻ để cho các nhà đầu tư mình dễ tiếp cận, khi mà hiện tại bây giờ cái mức giá nó chỉ rơi vào từ vài chục ngàn đồng cho đến vài trăm ngàn trên một mét vuông. Và một sào đất như thế thì hiện tại bây giờ cả nhà mình vẫn có thể sở hữu được với mức giá chỉ rơi vào tầm khoảng 250-300 triệu. Phải cảm nhận được chưa có một cái thời điểm nào mà cả nhà mình mua đất mà nó lại được tốt và rẻ như bây giờ. Đối với những cái lô hiện tại bây giờ đất nông nghiệp thì có thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Cả nhà mình đầu tư đất nông nghiệp thì hay băn khoăn một điều rằng là khi hết thời hạn sử dụng trên sổ thì sẽ như thế nào, có bị thu hồi hay không. Đó là trong trường hợp những cái dạng như là đất thuê thì mình sẽ bị lệ thuộc, còn hiện tại bây giờ là đất được giao quyền công nhận thì mình sẽ gia hạn một cuốn sổ như thế là với lệ phí hiện tại bây giờ là 314.000, là cả nhà mình sẽ được thêm 50 năm. Đó là về các dạng đất như là đất lúa, đất cây hàng năm và đất cây lâu năm. Đó gọi là chung gọi là đất nông nghiệp. Và bây giờ cây hàng năm và cây lâu năm thì đều có thời hạn sử dụng đất như nhau là 50 năm. 50 năm như thế thì cả nhà mình gia hạn chỉ có 314.000, thì đây là một cái điều mà rất hấp dẫn để cho cả nhà mình đầu tư.
Và hiện tại thì Bình Thuận cũng đang khuyến khích về các cái mô hình dạng như du lịch vườn, nghỉ dưỡng ở tại khu các cái khu gần ven biển, cho nên tất cả những cái công trình công cộng như là xây nhà tự chế thì mình cũng có thể xây dựng được trên đất nông nghiệp. Đây cũng là một cái điều mà gọi là các cả các mô hình nhà vườn hiện tại bây giờ còn đang rất được ưa chuộng như homestay. Đến với Hòa Thắng Bình Thuận thì cả nhà mình sẽ thấy được tất cả các khu như là Bầu Trắng Garden, Miên Farm và Hương Lạc Viên, vân vân. Đó là những cái điểm mà hiện tại bây giờ là những cái điểm check-in, vừa làm khai thác du lịch trên đất và cũng là trên đất nông nghiệp được diện tích lớn mà sở hữu bây giờ giá rất là rẻ. Đó là về vị trí kết nối. Thì tiếp theo đó là theo xu hướng từ 2023 cho đến 2025 thì mình sẽ có một cái tuyến đường, hiện tại bây giờ thì đó cái đường quốc lộ 28B. Đường này thì là trục đường chính kết nối giữa bên Lâm Đồng và Lương Sơn Đại Ninh, đi về đèo Đại Ninh với tổng độ đường của mình là 69 km và sẽ triển khai mở rộng vào quý 1 năm 2024, với tổng độ đường là ngân sách là hơn 1.400 tỷ đồng và được chia làm 4 làn đường. Đây cũng là một trong những cái yếu tố khi mà hạ tầng được kết nối sẽ kết nối từ bên Lâm Đồng đi về bên biển, nó sẽ rất là ok. Cho nên là những cái vị trí và giá trị bất động sản hoặc là thu hút các nhà đầu tư khi tìm lại về những cái khu vực này cũng là đáng quan tâm. Và cái điểm thứ hai nữa đó là về các cái dự án lớn của các chủ đầu tư như là bên Sinrup, Nova cũng sẽ đồng loạt triển khai giai đoạn năm 2023-2025. Nếu cả nhà mình đi từ Phan Thiết đi qua Mũi Né và đi về Hòa Thắng thì mình sẽ thấy cái khu ven biển là mình sẽ thấy được tập đoàn ABAC. Hiện tại bây giờ các khu biệt thự cũng đang triển khai rầm rộ. Đây cũng là một trong những cái yếu tố thúc đẩy về Bình Thuận phát triển ngày càng đi lên. Và vừa rồi thì đó là những cái quan điểm chia sẻ cá nhân của Phi. Nếu cả nhà mình có ý định đang đầu tư ở tại đất Bình Thuận với cái tầm tiền từ 300, 500 hoặc là từ 1 tỷ đến 2 tỷ sở hữu được bất động sản cho cá nhân riêng mình thì hãy nhấc máy gọi ngay cho Phi để tìm kiếm về những đất đầu tư phù hợp nhất. Xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã xem video. Đây là quan điểm cá nhân. Phi biết rằng có rất là nhiều kênh để cả nhà mình tham khảo thì Phi cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã lựa chọn và đồng hành cùng kênh Chợ Đất Bình Thuận. Xin chân thành cảm ơn cả nhà mình. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.